Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Ghi nhận về hoạt động kinh doanh ăn uống và phục vụ du khách ở các khu điểm du lịch trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đà Lạt 44 năm hình thành từ câu chuyện của các làng hoa. Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Đảm bảo an ninh an toàn hệ thống truyền tải điện 500 kV. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài đến 5 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Với một lượng lớn khách du lịch đến thành phố Hoa tham quan nghỉ dưỡng, trong những ngày lễ này, các quầy hàng, cửa tiệm đặc sản, ẩm thực, buôn bán đồ lưu niệm, cây cảnh tại thành phố Đà Lạt cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo về hàng hóa, cũng như niêm yết giá cả. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về tình hình hoạt động dịch vụ trong ngày nghỉ lễ thứ hai, ngày 28 tháng 4. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay kéo dài trong 5 ngày. Với thời gian nghỉ lễ dài như vậy, để tạo cho du khách có kỳ nghỉ trọn vẹn tại Đà Lạt, ngành y tế thành phố Đà Lạt đã chủ động thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm phải chấp hành các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với nguyên liệu, phụ gia chế biến phải có giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc thực hiện vệ sinh hoàn cảnh cũng được chú trọng. Qua kiểm tra giám sát thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn, nhắc nhở các cái đơn vị để đảm bảo thực hiện đúng về các cái điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cơ sở này, điều kiện trang thiết bị dụng cụ cũng như là yếu tố về con người, và đề xuất các cái cơ quan chức năng để xử lý các cái cơ sở vi phạm theo quy định. Theo tôi thì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì kiến thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm là một cái yếu tố hết sức quan trọng. Từ đó thì họ cũng phải có cái ý thức tự nguyện, tự giác trong cái việc mà thực hành đúng, chấp hành đúng các cái quy định để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái khâu vệ sinh là rất là an toàn, và thường là đến cái hàng tháng là cũng có đội vệ sinh đó đi kiểm tra và cũng đôn đốc mình là làm theo đúng theo quy định. Với phương châm giữ vững uy tín, tạo sự tin tưởng đối với khách du lịch khi đến với Đà Lạt, không chỉ trong những dịp lễ mà tại những ngày thường, các mặt hàng đặc sản tại đây đều được niêm yết giá cùng với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi trực tiếp đến các quầy đặc sản, du khách đều được nếm thử sản phẩm tại quầy, được chủ các quầy hàng giới thiệu về tác dụng, thành phần, từ đó có thể lựa chọn món quà đặc sản Đà Lạt phù hợp với nhu cầu của mình. Còn đối với các chị em tiểu thương kinh doanh đặc sản, một ngành hàng đi đầu thực hiện văn minh trong buôn bán và giao tiếp, việc giới thiệu đặc sản và làm hài lòng du khách đã trở thành nét đẹp của phụ nữ Đà Lạt. Đồ ăn ở đây rất là ngon. Em mới mua hộp mứt ở trong chợ đây. Người bán hàng rất là dễ thương. Mọi người thì nói chung miếng ăn đang sao thì họ lấy giá đó cho chứ chả. Họ giá chém cắt chém. Thấy đồ ăn ngon chứ không biết khẩu chế biến thế nào cả. Người ta đi du lịch thì người ta chấp nhận đi du lịch thôi. Nhưng mà mình ở cái Lâm Đồng này phải chỉnh đốn lại. Tôi mình dẹp bớt mấy cái người đó đó. Chứ để người ta chặt kém khách du lịch quá cũng tội nghiệp. Với những góp ý của khách du lịch khi đến với thành phố Đà Lạt, hy vọng tiểu thương người kinh doanh tại Đà Lạt sẽ từng bước khắc phục, từ đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch của thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển hơn, khẳng định vị thế của Đà Lạt trong lòng du khách gần xa. Với thời tiết nóng bức ở mọi miền như hiện nay thì Đà Lạt luôn là điểm đến được nhiều khách du lịch lựa chọn trong dịp lễ năm nay. Chính vì vậy, các điểm du lịch tại thành phố Ngàn Hoa cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và thu hút đông đảo du khách gần xa, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ghi nhận tại khu du lịch Dinh Ba, thành phố Đà Lạt trong 2 ngày đầu của đợt lễ, đơn vị đã đón tiếp gần 5.000 lượt du khách tham quan thưởng lãm. Trong đó, lượng khách trong nước tăng khoảng 10%, lượng khách quốc tế tăng khoảng 5%. Sở dĩ địa điểm này thu hút được đông đảo du khách đến đây là nhờ chủ động đầu tư hoa cây xanh, đưa thêm các dịch vụ mới vào hoạt động, đồng thời tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Em là bên theo đoàn của công ty, thì chị cũng biết là ở Sài Gòn bây giờ nhiệt độ rất là nóng, tới 37-38 độ. Nên vậy đó là lý do tại sao em dắt đoàn lên đây để thay đổi cái không khí mát mẻ hơn một tí. Em đã tới những cái thung lũng tình yêu nè, rồi làng Cù Lần, Hoa Sơn, Điền Trang. Những cái địa điểm đó em thấy rất là thú vị và có những cái danh lam thắng cảnh rất là nổi bật, và đặc biệt là cái không khí rất là mát, cây xanh rất là nhiều. Lần thứ hai em đến đây, hồi trước em đến lần rồi.
Thì nói chung là mình cũng muốn tìm hiểu về lịch sử một chút xíu nên là mình chọn cái điểm đến này thôi. Thì mình đến đây thì mình thấy cảm giác nó là có gì đó rất là giống như là gọi là như là trang nghiêm. Tại một số điểm du lịch khác như Thác Cam Ly, Annamarara Villa, Làng Hoa Vạn Thành cũng đã thu hút nhiều du khách, nhất là khách trong nước. Đến với các địa điểm du lịch này, du khách không những được thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ, khí hậu trong lành, mà còn được tham quan thực tế các vườn rau thủy canh được sản xuất theo hướng nông nghiệp cao của thành phố Đà Lạt. Mình rất thích Đà Lạt tại vì khí hậu mát mẻ, với cũng có nhiều cảnh đẹp mà nó cũng có gắn liền với nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng nữa. Thác thì rất là đẹp, mà không khí cũng mát mẻ trong lành, rất là thích cái cảm giác của không khí ở đây. Tại ở đây thấy không khí nó mát mẻ, với cảnh phong cảnh nó cũng đẹp. Nếu những lần sau có đến thì mình sẽ đến đây nữa. Khí hậu mát mẻ trong lành, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và các điểm tham quan nghỉ dưỡng thường xuyên được đầu tư tôn tạo tại Đà Lạt, không chỉ mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái và thú vị trong kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, mà còn để lại cho du khách trong và ngoài nước những ấn tượng khó quên về một Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch và mến khách. Đà Lạt 44 năm hình thành từ câu chuyện của các làng hoa. Lâm Đồng thực hiện tốt hỗ trợ vốn khuyến công là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2019. Sáng nay 28 tháng 4, giải đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 với chủ đề Non sông liền một giải đã tiến hành trao thưởng chặng 13 từ Nha Trang đi Đà Lạt và xuất phát chặng 14 quanh Hồ Xuân Hương Đà Lạt. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và thành phố Đà Lạt đã đến dự. Phát biểu chào mừng cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Lạt cho biết địa phương rất vinh dự khi ban tổ chức cuộc đua chọn là điểm tổ chức các chặng thi đấu của giải đua xe đạp Non sông liền một giải. Thông qua đó là dịp để người dân, người hâm mộ trên địa bàn thành phố có cơ hội theo dõi, cổ vũ và thỏa niềm đam mê với bộ môn xe đạp. Đồng thời, qua đó là cơ hội để thành phố Đà Lạt giới thiệu, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, đặc biệt trên lĩnh vực du lịch. Ở chặng đua 13 từ Nha Trang đi Đà Lạt với lộ trình trên 140 km, tay đua Hàn Quốc Gon Hyo-suk đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 4 giờ 26 phút 27 giây. Nhì thuộc về tay đua Miramas Puseik, đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Tay đua Travier Sada Piret, đội thành phố Hồ Chí Minh. Anh Văn, hội Việt Mỹ xếp thứ 3. Ở nội dung giải thưởng đồng đội, nhất thuộc về đội thành phố Hồ Chí Minh, Anh Văn, hội Việt Mỹ, nhì thuộc về Pipeline, Đồng Nai. Hạng 3 thuộc về tập đoàn Lộc Trời. Kết quả chung cuộc sau chặng 13 áo vàng thuộc về tay đua Travier Sada Piret, đội thành phố Hồ Chí Minh, Anh Văn, hội Việt Mỹ. Áo xanh tay đua Lê Nguyệt Minh, đội thành phố Hồ Chí Minh, Maga Market. Áo chấm đỏ tay đua Misamas Buseet. Áo trắng tay đua Nguyễn Quốc Bảo, đội dược Đồng Tháp. Ngay sau khi lễ trao thưởng chặng 13, ban tổ chức đã tiến hành xuất phát chặng 14 với lộ trình 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương. Ở chặng đua này, tay đua Ngô Văn Phương, đội gạo hạt Ngọc Trời An Giang đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên. Nhì thuộc về tay đua Hà Thanh Tâm, cũng thuộc đội gạo hạt Ngọc Trời An Giang. Tay đua Hồ Hoàng Sơn, Rico Vĩnh Long cán đích vị trí thứ 3. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các danh hiệu áo trắng, áo xanh, áo vàng và các giải chặng cho các tay đua xuất sắc. Ngày mai, các tay đua tiếp tục bước vào thi đấu chặng 15 từ Đà Lạt đi Bảo Lộc với chiều dài 110 km. Thưa quý vị và các bạn, đã từng có những câu thơ lời văn với ngụ ý rằng dù mưa bom bão đạn, dù gian khó, cam co thì hoa vẫn nở ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S yêu thương. Nhưng có lẽ để có những mùa hoa khoe sắc thắm thì sự bình yên mang ý nghĩa vô giá. Có hòa bình, có độc lập thì công cuộc kiến thiết đất nước mới trở thành hiện thực. Câu chuyện của những làng hoa ở Đà Lạt là một ví dụ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự 44 năm và chuyện làng hoa. Mỗi sáng, mỗi ngày, mỗi năm,
nối tiếp thế hệ này sang thế hệ khác, cuộc sống của người dân làng Hà Đông, thành phố Đà Lạt gắn với hoa. Hoa mang tới niềm vui, niềm hân hoan khi cuộc sống của người làng ngày càng khấm khá. Được hình thành từ năm 1938, khởi phát từ vài chục hộ dân gốc miền Bắc từ các làng hoa nổi tiếng ở Hà Nội di cư vào Đà Lạt. Hơn 80 năm trôi qua, làng hoa Hà Đông ở phường 8, thành phố Đà Lạt trải qua thăng trầm của thời gian, trẻ nối nghiệp. Họ không phải là những người tường tận quá khứ, nhưng hôm nay sống trong hòa bình, họ ý thức được rằng thành quả ngày hôm nay là nhờ công ơn những người đi trước, và công cuộc xây dựng quê hương, xây dựng đất nước là trách nhiệm và cũng là may mắn khi họ được sống trên quê hương yên bình. Cái thế hệ của tụi chị thì làm kinh tế bây giờ nói thẳng ra thì nó thuận lợi rất là nhiều, được áp dụng khoa học kỹ thuật và được tiếp cận với những cái nền kinh tế tiên tiến. Nói thẳng ra chị rất biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước để giành lại được cái nền độc lập tự do cho về một cái đất nước bình an như bây giờ. Chị là một cái thế hệ trẻ thì chị cũng hy vọng, chị cũng muốn có một cái gì đó để cống hiến cho đất nước. Mình làm sao cho xã hội nó phồn vinh, mình cũng là một phần tử nhỏ trong cái xã hội đó. Yêu và tự hào với mảnh đất mà mình sinh sống, đó là tâm thế của những người con làng hoa nơi đây. Khi quê hương họ có một bề dày lịch sử khai thiên lập địa, sống, chiến đấu và xây dựng. Mỗi một lớp người đi qua sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ sau biết trân trọng quá khứ, biết hướng về tương lai với những giấc mơ đẹp từ những làng hoa. Làng hoa Hà Đông là một làng nghề truyền thống đầu tiên của thành phố Đà Lạt. Cái sản phẩm của hoa Đà Lạt nói chung, và đó là một cái đóng góp rất lớn của làng hoa Hà Đông chúng tôi đối với sự nghiệp phát triển chung của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Ở nơi nào có những đôi tay cần cù, nơi đó đất đơm hoa kết trái. Làng hoa Thái Phiên cũng là một ví dụ như thế. Những luống hoa nở rộ quanh năm, những ngôi nhà cao rộng cũng từ hoa được dựng nên. Không ai khác, những người làng hoa nhận thấy sự thay cha đổi thịt của mảnh đất mà ông cha họ gắn bó gầy dựng. Nếu có ước muốn về tương lai, họ vẫn luôn ước muốn sống cuộc đời của hôm nay tự do và hồ hởi, vun tiếp ước mơ cho con em mình mai sau. Thì thấy nghề trồng hoa cũng có những cái đam mê, nhưng cũng có kinh tế nữa. Thì nông dân ở đây người ta cũng phát triển về trồng hoa rất là nhiều. Thì thấy hòa bình thì cho người dân đời sống nó ổn định. Người nông dân họ có những cái thu nhập là so với về trước là đỡ hơn nhiều. Mong muốn cứ lúc nào cũng như vậy, cho đời sống của nhân dân lúc nào cũng được bền vững. Con cái nó được đi học nó sung sướng hơn lúc trước. Tháng 4 gợi nhắc về một thời hoa lửa của cả dân tộc, của từng mảnh đất, nơi lớp lớp những người con đất Việt đã chiến đấu anh dũng, kiên cường trong cuộc đấu tranh vệ quốc. Nhớ về quá khứ để biết ơn, trân trọng tương lai để làm nên những mùa hoa đẹp. Đó là những gì mà những người con ở các làng hoa đang viết tiếp trang sử mới trên vùng đất yên lành. Chuyển sang thông tin khác, theo đánh giá của Bộ Công Thương, qua 5 năm triển khai, chương trình khuyến công quốc gia đã góp sức đáng kể vào phát triển công nghiệp nông thôn của cả nước. Từ đó, có nhiều mô hình hay trong hoạt động khuyến công ở các địa phương. Lâm Đồng là địa phương được Bộ đánh giá cao trong hoạt động khuyến công với hình thức hỗ trợ vốn có thu hồi. Hình thức này đã giúp khuyến công Lâm Đồng thu hút vốn đối ứng gấp 4 lần so với vốn ngân sách hỗ trợ. Nguồn kinh phí của cơ sở thụ hưởng luôn chiếm 60% trong tổng kinh phí thực hiện các đề án. 5 năm qua, số lượng cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng thêm 500 cơ sở, 230 biên bản ghi nhớ hợp tác, phân phối sản phẩm, 110 hợp đồng mua bán giữa các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với các doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã được ký kết. Các hoạt động khuyến công ở Lâm Đồng, đặc biệt là hoạt động xây dựng mô hình, trình diễn, kỹ thuật, hỗ trợ vốn để chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, hoạt động đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn, nhất là ở những vùng kinh tế khó khăn. Do việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại trạm BOT Định An, thu phí cao tốc Liên Khương Đà Lạt còn chậm, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Việc triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm BOT Định An đảm bảo sự đồng bộ, kết nối liên thông với các trạm BOT trên toàn quốc và đáp ứng tiến độ chung theo yêu cầu của chính phủ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát, đơn vị quản lý trạm BOT Định An, khẩn trương thực hiện việc thiết kế trạm thu phí BOT Định An theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để triển khai xây dựng trước và trong thời gian lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, bao gồm cả hệ thống camera của tuyến đường. Sau khi lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải chủ động phối hợp để sớm lắp đặt thiết bị nhằm đảm bảo hoàn thành việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trước ngày 30 tháng 10 2019. Thực hiện công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2019, Ban An toàn Giao thông tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý phản ánh của các tổ chức và người dân về trật tự an toàn giao thông dịp lễ. Theo đó, để phản ánh các thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ, các tổ chức, đơn vị và người dân có thể liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng. Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông, Giám đốc Sở Thông Vận tải Lâm Đồng, Trương Hữu Hiệp 0914 950 079. Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Nguyễn Hữu Thắng 0906 310 861. Số trực 02633 820 761. Ông Đào Ngọc Cần, Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913 934 459. Cùng 15 số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email của lãnh đạo Sở Thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Sở Thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Việc công bố đường dây nóng giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc thông tin cũng như phản ánh các vấn đề liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông khi có nhu cầu. Những thông tin tiếp nhận từ người dân phản ánh qua đường dây nóng và email sẽ được chuyển tới các cơ quan liên quan hoặc cơ quan chức năng gần nhất tại các địa bàn xảy ra những vấn đề mà người dân phản ánh để kịp thời xử lý. Ngoài ra, Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 để báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử đến 43% một năm và thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 481 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng. Nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương. Nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai một số việc trọng tâm cấp bách. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng. Tổng doanh thu kinh doanh thương mại điện tử năm 2018 đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi 3 năm trước. Theo dự toán, đến năm 2025, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử đến 43% một năm và thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho biết, hiện có khoảng hơn 30 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến. Tổng doanh thu kinh doanh thương mại điện tử liên tục tăng, năm 2018 hơn 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2017, gấp đôi so với năm 2015. Số liệu từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho thấy, từ năm 2016 đến năm 2018, tốc độ tăng trưởng trung bình thương mại điện tử tại Việt Nam đều đạt trên 25%. Tuy nhiên, vẫn còn những tiềm ẩn đằng sau hình thức kinh doanh trực tuyến. Nghĩa Hành được xem là vựa trái cây của tỉnh Quảng Ngãi với những sản phẩm nổi tiếng vì độ tươi ngon, an toàn, màu sắc bắt mắt. Trong đó có loại mận đỏ không hạt. Năm nay, mận lại được mùa, được giá, đem lại khoản thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Cây mận hơn chục năm tuổi trước nhà chị Dung trên tuyến tỉnh lộ 624B, đoạn qua địa bàn xã Hành Thiện Dung, mùa này chi chít trái. Những trái mận to tròn căng bóng mọng nước vừa hái xuống khỏi cây đã có người mua với giá 20.000 đồng một ký.
mận được mùa, được giá. Chị Dung dự tính thu về gần 6 triệu đồng một cây mà không cần tốn nhiều công sức. Năm ngoái là chừng 2 tạ đến 2 tạ rưỡi. Còn năm nay phải là 3 tạ đến 3 tạ rưỡi. Mình bón là mình bón trước nhà thôi. Tại vì là khách bà con qua lại khách đi đường người ta thấy cây nhà lá vườn là người ta thích ăn là trái cây sạch. Người ta thích ăn cho nên là người ta ghé mua mình ta bán tại nhà không cần đi bán ở chợ ở đâu. Giống mận đỏ không hạt được người dân Nghĩa Hành tuyển chọn từ các tỉnh Nam Bộ đưa về trồng phân tán trên nhiều chân đất khác nhau. Theo bà con, mận đỏ không hạt là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc. Từ 3 đến 4 năm, kể từ khi xuống giống, cây sẽ cho trái. Năm nay, mận đỏ được mùa, mỗi cây cho thu hoạch từ 250 đến 400 kg, trị giá từ 5 đến 8 triệu đồng một cây. Nhiều hộ nhờ đầu tư thâm canh mận đỏ không hạt theo hướng hàng hóa, thu về hàng chục triệu đồng. Em đang đi làm ở khu vực Hành Thiện này, thì đi ngang qua thấy nhà mình bán mận, sẵn có cây mận nên mình ghé mình mua luôn. Thì mận quê là nói chung là chất lượng là tốt rồi đó, ngon. Là hàng ở chợ thì đúng ra thì độ tin cậy thì đúng chưa có chắc chắn lắm. Ở quê thì tuyệt đối nó ok hơn. Một năm tôi thu hoạch từ 4 triệu tới 5 triệu là trăng lá vàng một cây đó. Riêng tôi thì ở đây xứ lần đây không biết là tôi không bơm thuốc từ hồi giờ. Cái giá cả thì coi như tới nó tự động nó hết á. Là cho mình cũng không hết nữa, giá cả xuống nó cần ký ở đây cái là nó đưa, nó là nó hơi chục ngàn là đưa hơi chục ngàn, chưa có ra lần nào mới, như là bón từ hậu giờ chưa lần nào ấy. Cũng như những loại trái cây nổi tiếng trước đó như sầu riêng cơm vàng hạt lép, chôm chôm, bưởi da xanh, mận đỏ không hạt được nông dân Dĩa Hành lựa chọn đưa vào canh tác theo hướng nông sản sạch đã và đang góp phần tạo nên thương hiệu cho các loại trái cây trồng trên đồng đất địa phương. Từ đó nâng cao mức thu nhập hộ gia đình và thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020. Bãi biển Đà Nẵng trở nên đặc biệt sôi động với cuộc thi xây tượng cát, thu hút hàng trăm bạn trẻ và du khách tham gia. Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019. Khu vực bãi biển trước công viên Biển Đông đã trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật không giới hạn và hoàn toàn miễn phí cho những người tham gia cuộc thi xây tượng cát trên bãi biển. Được tổ chức thường niên, cuộc thi ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách và người dân Đà Nẵng, đặc biệt là giới trẻ. Cuộc thi xây tượng cát, đây là một hoạt động thường niên, trường Đại học Duy Tân hàng năm phối hợp với lại Ban quản lý bán đảo Sơn Trà tổ chức. Năm nay thì đặc biệt là chúng tôi quy tụ rất là đông đảo tất cả các đội dự thi, gần 300 số lượng thí sinh dự thi. Mỗi đội thi gồm từ 5 đến 10 người và được ban tổ chức hỗ trợ các dụng cụ cần thiết như xô, sẻng và có 5 tiếng đồng hồ để thỏa sức sáng tạo theo chủ đề cuộc thi năm nay là khát vọng. Hiện nay thì rác thải và nước thải thải ra ngoài biển khiến cho các sinh vật bị chết, gây bệnh. Tụi em xây tượng hải cảo với thông điệp muốn gửi đến là hãy bảo vệ biển, hãy giữ gìn vệ sinh biển. Tham gia cái cuộc thi này là thứ nhất là em được trao đổi, gặp gỡ với các bạn bè xung quanh, được thử sức, được vui chơi trong cái mùa hè. Rồi bên cạnh đó thì được thể hiện được cái tinh thần của mình, cái thông điệp của mình đến cho mọi người ạ. Các tác phẩm tượng cát sau khi hoàn thành sẽ được chấm điểm để trao giải và được giữ lại để triển lãm. Nhiều du khách đang có mặt tại Đà Nẵng cũng đã tranh thủ tham gia hoạt động trải nghiệm đặc biệt này. Mình vào đây du lịch và đây là lần đầu tiên mình đến Đà Nẵng thì trùng hợp là mình gặp cái cuộc thi của các bạn ấy và mình thấy các bạn ấy hay là mình cũng có ý định tham gia các bạn cho nó vui thôi. Mình cũng chưa bao giờ mình gặp cái cuộc thi như thế này cả mà thấy cái hoạt động rất là hay vì các bạn ấy, thứ nhất là các bạn ấy có cái tinh thần là đoàn kết và hoạt động nhóm này rất là vui. Có thể thấy Đà Nẵng đã chứng tỏ bãi biển tuyệt đẹp của mình không chỉ lý tưởng để du khách đắm mình trong làn nước mát những ngày hè mà còn là địa điểm tuyệt vời cho các hoạt động sáng tạo nghệ thuật ngoài trời như thế này. Đảm bảo an ninh, an toàn, hệ thống truyền tải điện 500 kV là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyết định số 1944 của Thủ tướng Chính phủ là sự đánh giá đúng mức tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền tải điện 500 kV nói riêng và hệ thống truyền tải điện nói chung trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong những ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Với hệ thống truyền tải điện Lâm Đồng quản lý trải dài trên 48 xã, phường thuộc 11 huyện, thành phố trong tỉnh, đa phần đường dây truyền tải điện đi qua có địa hình đồi núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Bởi vậy, trong những năm qua, truyền tải điện Lâm Đồng phối hợp cùng với công an tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh. Cơ quan thường trực của Công an tỉnh là Phòng An ninh Kinh tế thường xuyên có cái trao đổi cùng với truyền tải điện 3 của Lâm Đồng để tổ chức, một là cái công tác mà kiểm tra phối hợp với công an các địa phương kiểm tra bảo đảm cái an ninh an toàn cho hệ thống đường dây. Trọng tâm là chúng tôi tổ chức phối hợp kiểm tra vào những cái dịp cao điểm như là các cái dịp lễ Tết, những cái địa bàn mà tuyến đường dây đi qua có những cái tình hình phức tạp về vấn đề an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp luôn được lãnh đạo truyền tải điện Lâm Đồng quan tâm thực hiện với phương châm đem lại hiệu quả tuyên truyền tốt nhất đến tất cả người dân trong thôn buôn để không còn xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Theo đó, đơn vị đã lập kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức tổ chức khác nhau, như tại các địa điểm tập trung đông người, tại các điểm ủy ban dân xã, phường, thị trấn, trường học, chợ, khu dân cư và những nơi có khả năng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trong những năm qua thì được sự phối hợp hỗ trợ của chính quyền địa phương và công an các huyện, đặc biệt chỉ đạo của công an tỉnh, thì hệ thống truyền tải điện được đã vận hành an toàn liên tục. Đặc biệt hệ thống đường dây 500 kV từ năm 2015 đến nay là lưới điện 500 vận hành tuyệt đối an toàn, không có các tình trạng vi phạm cũng như không có các công trình xây dựng ở trong hành lang. Ngoài ra, truyền tải điện Lâm Đồng cũng đã phối hợp với công an tỉnh lập phương án bảo vệ trạm biến áp và phương án bảo vệ đường dây điện cao áp, tổ chức khai quang hành lang tuyến, chặt hạ các cây vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đường dây, khai quang chống cháy, khoanh vùng đốt có kiểm soát trong hành lang, tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ trong hành lang vào những tháng cao điểm mùa khô. Trạm 500 kV Nhi Linh đã vận hành an toàn, đảm bảo an ninh năng lượng, truyền tải điện từ các nhà máy điện Đại Ninh, Đa Nhiêm thông qua trạm 220 kV Đức Trọng, nhà máy điện Hàm Thuận Đa My thông qua trạm biến áp 220 kV Bảo Lộc, cũng như là nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 lên lưới điện 500 kV. Cũng như là đưa điện từ lưới 500 xuống lưới 220 kV, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực cao nguyên, cũng như là góp phần vào sự phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của cả nước. Có thể khẳng định, việc phối hợp chặt chẽ giữa truyền tải điện Lâm Đồng và công an tỉnh với chính quyền địa phương các cấp đã góp phần hết sức quan trọng trong công tác vận hành tuyệt đối an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện 500 kV nói riêng, hệ thống truyền tải điện quốc gia nói chung, nhằm phục vụ tốt mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.